Thử ốc gác bếp đặc sản miền Tây đi anh. Ê, ốc gác bếp á, lạ thế nhỉ? Nhưng mà phải thử mới được nhá. Chèo, hội chợ Lipit sẽ là người giúp mình mở chiếc hộp này. Từ trước đến giờ là trâu gác bếp hay là lợn gác bếp thì mình biết rồi, nhưng ốc gác bếp thì lần đầu tiên mình biết đến. Ấy bảo đây là món đặc sản của miền Tây, người ta sẽ bắt ốc cho vào giỏ và sau đó treo ốc để lên trên gác bếp trong vòng vài tháng. Ấy thế mà nhưng có vẻ như con ốc nó chả bị ảnh hưởng gì cả. Mình có lấy thử một con ra thả vào bát nước ấy, nó vẫn bò mầm lên này. À, giới thiệu với cả nhà, hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới. Bạn ấy đang muốn hộ mình lấy ốc ra. Mình cũng không biết tên đâu vì nó là mèo nhà hàng xóm. Nó hay sang đây chơi với mình. Nếu bạn hàng xóm xem được video này thì cũng đừng lo nha, bởi vì mình rất là quý mèo. Bên trong giỏ ốc này có kèm theo một cái túi lá chanh xả khô, nhưng mà mình có xả tươi đây rồi. Xem nào, một giỏ này là có 11 con. Vớ được một con size to khủng luôn này các bạn ơi. Nhìn qua rất là giống ốc bươu, nhưng mà không phải, người ta gọi con này là con ốc lác. Không hiểu phân biệt ốc bươu với ốc lác kiểu gì nhỉ? Chắc chỉ có người trong nghề mới biết được. Có bạn nào biết thì chỉ mình với nhé. Chứ còn bây giờ mình chỉ biết ăn thôi. Nhưng trước tiên cần phải cho ốc uống sữa. Không nghe nhầm đâu nha, cho ốc uống sữa đấy. Không chỉ sữa mà có thể cho thêm cả trứng vào nữa. Sau đó thì đánh tan trứng ra, nó sẽ thành một cái hỗn hợp sữa trứng béo ngậy. Rồi là chúng ta sẽ thả ốc vào đây. Con ốc khi treo ở trên dàn bếp lâu ấy thì nó sẽ không có nước. Thế nên là khi được thả vào đây nó sẽ ngửi thấy mùi sữa, là nó sẽ bắt đầu hút cái sữa này vào bên trong. Mình sẽ để ngâm đâu đó khoảng 30 phút thôi, xong đó là vớt ra rửa qua. Nó chuẩn bị một cái nồi vừa vừa là thả ốc vào thôi. À, mình đố các bạn nha, luộc ốc thì có nên cho nước hay không? Có thể là nhiều bạn vẫn chưa biết cái này nha. Đó là luộc ốc thì chỉ cho một xíu nước thôi, chứ cho ngập nước thế này mẹ biết mẹ úính cho nó. Mình sẽ lót một ít xả xuống dưới đáy nồi, thêm ít muối hạt nữa cho nó mặn mòi, rồi bắt đầu là xếp ốc vào đây. Bỏ ít lá chanh vào nữa cho thơm, thêm một quả vitamin cay vào nữa, và chỉ đổ một xíu nước thôi nha. Rồi cho lên bếp là hấp khoảng 10-15 phút, và tranh thủ trong lúc chờ đợi thì mình có thể làm nước chấm luôn. Mình có một ít xả với ớt, mình hơi lười băm bằng tay nên cho vào đây kéo cho nó nhanh. Và có chuẩn bị thêm một ít cơm mẻ, pha thêm một ít rồi cho ớt xả vừa xay vào là được một bát chấm mẻ rồi. Tiện đây thì có pha thêm một bát chấm chua ngọt nữa, thích chấm kiểu gì thì chấm. Đúng lúc vừa sinh pha xong là ốc nó chín luôn. Ui, mùi xả thơm nước mũi, nghe chừng là hấp dẫn ấy, lên mâm luôn. Ui, nóng. Nhà mình nhìn con ốc này xem, trời ơi nó to vật vã luôn ạ. Dữ dội luôn, quả này là phải chấm thật ngập nha. Phải làm ngay một miếng xem nào. Nếu có ai nói với bạn rằng là chưa chắc đã giòn đâu thì xin lỗi, bạn đã nhầm rồi, nó rất là giòn nha. Mà phải nói thật là chưa bao giờ tôi ăn con ốc nào nó nhai phải gọi là ngập mồm như này. Mà nhớ là nhai thật kỹ nhé, đừng có nuốt luôn là dễ bị nghẹn lắm ấy. Bé giờ mới được trải nghiệm quả con ốc ăn một miếng mà phê nhất người luôn. À, mình vẫn không hiểu là tại sao ở trên gác bếp mấy tháng trời nhưng con ốc nó vẫn không hề bị gầy đi, vẫn béo, vẫn ngọt nước, thế mới hay chứ này. Thấy bảo là chấm mẻ thì sẽ đúng vị của miền Tây hơn. Thế nhưng mà tình hình là bây giờ mình thì thấy chấm cái gì nó cũng ngon luôn á. Vẫn cứ phải là công nhận miền Tây nhiều món đặc sản thú vị thật, không chỉ ngon mà cách làm của nó cũng rất là độc đáo. Quả ốc la gác bếp này là được ấy, đáng để thử đó nha. Review thử chè bó rơm đặc sản Bình Định quê em đi anh. Chè? Chè là cái gì ta? Nhưng mà đặc sản thì phải thử mới được. Như này, Pizza có đặc sản này, Pizza ơi. Đây là lần đầu tiên mình biết đến món chè này. Các bạn ở miền trong chắc chắn là sẽ biết, nhưng mà người ngoài Bắc thì không phải ai cũng biết, và trong đó có mình. Quê. Kệ tao. Nó được bọc trong những cái bó rơm như thế này, chắc vì thế người ta mới gọi nó là chè bó rơm. Để bóc thử xem nào. Tình hình là phải nhờ đến Pit rồi. Pit ơi, mở hộ tí anh cho ăn cùng nhé. À, bên trong nó có bọc thêm một cái lớp lá ổi. Bóc ra thử xem nào. Mới đầu nhìn còn tưởng nhám thính cơ, nhưng mà không phải. Bên trong nó có thịt tai heo này, có cả thịt ba chỉ này. Nó được pha theo tỷ lệ tẩm ướp gia vị rồi lên men. Để ăn thử miếng xem nào. Đúng như cái vị mùi của nó cũng chua chua, nhưng ăn không như thế này thì là chưa đúng bài, mà phải trộn thêm cùng các gia vị khác. Đầu tiên là phải có tỏi. Nếu mà có tỏi ngâm thì là càng tốt nha. Bổ sung thêm tí ớt, cho thêm giò, trứng, xoài, dưa chuột và chắc chắn không thể thiếu rau răm. Rau răm thái nhỏ, trứng cút bổ đôi, xoài xanh bào sợi, dưa chuột thái lát, cho hết vào trộn cùng với nhau lên. Bắt thêm một ít quất, trong miền trong thì các bạn gọi này là quả tắc, còn ngoài Bắc mình gọi đây là quả quất. Thêm một ít muối tôm vào nữa. Đây là cái công thức này mình học được ở trên mạng đấy, không biết là có đúng không nhưng mà hy vọng là nó đúng. Ngửi mùi thơm thế nhỉ, mời cả nhà nha. Thử phát nghe chừng là có vẻ hấp dẫn đấy. Anh sao đây? Chua chua, cay cay. Và cái thịt tai heo này nó giòn nhai sồn sột với mùi thơm của rau răm, nó kết hợp vào đưa khẩu vị tuyệt vời luôn. Tại sao đến bây giờ tôi mới biết đến cái món này nhỉ? Ăn nó cuốn như bánh tráng trộn. Và đây là lần đầu tiên mình chế biến ấy, nếu mà để cho người biết làm thì có mà còn ngon hơn nữa. Tổng kết lại, ngon tuyệt vời. Nếu mà có dịp chắc chắn mình sẽ ghé qua Bình Định để ăn tiếp. Ăn thử ba khía đặc sản miền Tây đi anh. Ba khía là cái gì nhỉ? Toàn món lạ thôi nhưng mà đặc sản thì phải thử mới được như này. Pit ơi, có ủi, xin lỗi Pit nha. Này, ông vào xếp tôi hơi lâu rồi đấy. Thôi lỡ tay xin lỗi mà, tí anh cho ăn cùng nhé. Đấy, đặc sản đến từ miền Tây. Tôi năm nay hơn 20 tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên được sờ vào con ba khía. Nhìn cũng giống cua đồng phết nhở, cũng tám cẳng hai càng. Nhưng ba khía sống ở nước lợ, chỗ mình ở ngoài Bắc không có con này đâu. Thấy bảo là cái màu sắc của nó cũng khác với cua nước ngọt. Cái món ba khía muối này có một cái mùi rất là đặc trưng các bạn ạ. Ai mà ăn được mắm tôm thì chắc là sẽ ăn được món này đấy. Để thẩm thử miếng xem nào. Thật sự là rất mặn, hơi khác so với mình tưởng tượng. Nó mặn các bạn ạ. Phải nói là mặn như long khoa học. What? Gì đấy? Tại sao nó lại mặn như thế này nhỉ? Chắc là tại lần đầu mình ăn cho nên không có quen. Ăn được có mỗi một miếng xong rồi lại bọc lại cất đi. Nhưng đấy là cảm giác lần đầu. Cất đi hôm nay bỏ ra ăn tiếp, nhưng lần này sẽ ăn thử với cơm. Cứ một miếng ba khía. Đấy, nghe thấy nó giòn chưa? Sau đó nó đệm thêm miếng cơm vào. Ôi, nó lại khác ngay các bạn ạ. Đưa cơm cực kỳ luôn.
Người miền Tây có câu là đừng lo cưới vợ miệt đồng, ba khía cơm nguội là ăn dòng cả năm. Kể ra là nghe cũng hợp lý đấy chứ, có một tí ba khía này mà ăn đến 5-6 bát cơm rồi đây này. Bẻ ba khía ra cho vào mút cái bốc, miếng thịt nó chạy mặn trong miệng luôn. Ăn kèm với cơm hoặc là bún nữa thì hết sảy con bà bảy luôn. Có thể cho thêm ít đường hoặc là vắt thêm ít quất để điều chỉnh ăn cho nó vừa miệng. Nhưng mà phải cảnh báo nhà ba khía kiểu này là ăn là dễ bay cả cái nồi cơm lắm nha. Cái đà như thế này là hơi bị tốn cơm tốn gạo đấy. Mà nghe chừng thế này là cũng không ổn rồi. Đúng là không ổn thật. Tự nhiên bảo mình ăn thử đi, ăn một lần xong rồi bị nghiền luôn. Bây giờ biết phải làm sao đây hả? Hôm trước mình có làm một cái video trải nghiệm lần đầu tiên ăn ba khía đặc sản miền Tây. Bữa đó là có ăn với cơm, ngon tuyệt cú mèo luôn. Có nhiều bạn comment và nhắn tin cho mình để chỉ mình cách làm ba khía ngon hơn nữa. Hôm nay mình sẽ thử theo công thức của các bạn nha. Chỗ mình vùng núi cho nên là không có ba khía này đâu, phải đặt từ xa về mới có. Nhưng ai lần đầu ăn như mình thì chưa quen sẽ thấy nó rất là mặn. Vậy nên có bạn chỉ mình là có thể trụng ba khía qua nước một xíu để cho nó đỡ mặn, hoặc là có thể nêm nếm thêm đường, vắt thêm chanh hoặc là quất để sao cho nó vừa với khẩu vị của mình nhất. Cho thêm một ít ớt nữa, bổ sung thêm ít khế chua hoặc là chuối xanh, một vài lát dứa, ở trong thì gọi là khóm đấy, còn ở chỗ mình gọi là dứa. Thêm một ít xoài chua bào sợi và nữa. Nếu thích thì có thể cho thêm một vài lát chanh hoặc là quất, sau đó trộn đều lên. Thèm quá, ăn trước một miếng cho đỡ thèm vậy. Hôm trước ăn với cơm rồi, hôm nay sẽ ăn thử với bún. Cứ một miếng ba khía là đệm thêm ba miếng bún. Úi rồi ôi, thôi chơi luôn cả tô bún bự đi ăn cho nó bõ. Chan thêm ít nước ba khía này vào để ăn cùng thì xác định là kẹp chặt cái nách vào, hở nách ra là dễ bị nhức nách lắm. Mà nghe chừng là ăn thế này là hơi bị tốn bún đấy. Có bạn còn bảo với mình là chấm với ổi ăn rất ngon, cũng có vẻ hấp dẫn ý, thử luôn. Nó lại hợp lý đấy. Chấm cái này có vẻ ăn rất là vừa miệng luôn nha. Mà không chỉ mỗi ổi đâu, chấm dưa chuột xoài cóc các loại quả khác cũng ngon cơ. Rất cảm ơn các bạn đã chỉ mình công thức trộn này nha. Quả nhiên không hổ danh là đặc sản miền Tây. Và nếu ai chưa từng ăn ba khía thì mình nghĩ là nên thử đi. Biết đâu lại hợp khẩu vị rồi lại nghiền luôn giống như mình thì sao. Có nên thử gà ủ muối khổng lồ của Kiều Văn Thái. Ê, cái món này là không hề rẻ đâu nha. Thôi, phải thử mới được. Như này. Viết ơi, ra đây mà xem gà tổ cả ban rồi. Thôi, lỡ tay. Đây, nó to vật vã luôn cả nhà. Và đây là trợ lý Pit sẽ là người giúp mình bóc con gà này. Gà được bọc trong túi hút chân không hả nói. Mà các bạn biết bao tiền không? Gần 3 triệu của mình đấy. Mà hình như đây không phải con gà đâu, shop gửi nhầm cho con đà điểu size S rồi hay sao ấy. Ở đường ở đây là con gà Đông Tảo khổng lồ trong truyền thuyết. Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên rất nổi tiếng với giống gà này. Tương truyền rằng là ngày xưa gà này dùng để tiến vua, chỉ có vua chúa mới được ăn thôi. Giờ mình cũng được ăn đây này, đấy là cũng sướng như vua rồi đấy. Đặc điểm của cái giống này là chân rất to. Mà đúng là danh bất hư truyền thật, các bạn nhìn này, cầm cái chân gà mà còn tưởng nó là cái giò heo các bạn ạ. Uy tín thật sự luôn, khá thơm ấy, vàng tươi như muối mít. Và tự nhiên nó đến mít thèm quá, xin phép làm miếng ăn trước vậy. À và họ có kèm theo ở đây là mấy cái túi nước sốt pha sẵn dùng để chấm gà. À, nhưng mà tình hình là nước chấm có vẻ hơi ngọt một tí nha, trừ nhẹ 0.5 điểm. Mình sẽ pha thêm ít chanh vào nữa cho nó đỡ ngọt. À xay, ngon ngay. Nếu bạn nào mà thích ăn ngọt thì không cần phải pha thêm, và nếu không thích ăn ngọt thì cho thêm ít chanh vào nữa là ok ngay. Đến lúc thưởng thức rồi, bây giờ mình sẽ xử lý cái chân này trước. Nhìn quả chân to chưa? Đưa vào chấm một phát mà nhìn mà rạo rực hết cả người luôn này. Mời cả nhà nhá. Ôi giời ơi. Được đấy, ăn ngập mồm ngập miệng là có thật luôn các bạn ơi. Phải nói thật là từ bé đến giờ chưa bao giờ cảm nhận cái cảm giác ăn chân gà mà nó phê như thế này. Nó to gấp 10 lần cái chân bình thường, cắt ra cho các bạn xem bên trong này. Rồi, nhìn như khúc giò luôn. Đặc biệt là đối với phái toàn chân hay còn gọi là hội những người thích ăn chân gà thì mình nghĩ là nên thử trải nghiệm quả chân gà khổng lồ này. Cầm quả này nên cắn ngập miệng cho thiên hạ nó trầm trồ luôn. Phải nói là cũng hơi bị bánh cuốn đấy, không phải dạng vừa đâu. Thì ra đây chính là cảm giác của vua chúa ngày xưa. Giờ thì đã hiểu vì sao cái hồi đấy là chỉ có vua chúa mới được ăn cái loại này rồi. Con này mà mang đi làm quà biếu hay là quà ra mắt bố vợ thì nó lại hợp lý, bởi vì là cái giá trị của nó cao mà. Cơ mà cái con gà này chắc phải 4 người ăn mới hết, chứ 1 người ăn là không hết được đâu. Đấy là mình dặn trước như thế để cho các bạn biết, để lỡ mà có ai mua gà này về thì nhớ gọi mình sang ăn cùng với nhá. Thử muối kiến vàng đặc sản Tây Nguyên đi anh. Muối kiến vàng à? Nghe lạ thế nhỉ? Ừ. Nhưng mà phải thử mới được như đấy. Triệu hội trợ lý rùa sẽ giúp mình mở hộp. Ở chỗ mình là không có cái món này đâu, là phải đặt từ trong Tây Nguyên ra mới có đấy. Có xem trên video thấy người ta hay bắt kiến về ăn, cũng rất là tò mò không biết vị của nó như nào. Và ở trong cái hũ này thì người ta đã chế biến sẵn cho rồi, thấy có cả hạt ớt rồi muối trong này. Còn đây là con kiến vàng, cái mùi nó cũng khác so với muối thường nha. Không biết là ăn có được không đây, để thử một con xem nào. Nó có vị hơi chua chua các bạn ạ. Có đúng không nhỉ? Không hiểu sao con kiến nó lại có vị chua chua là sao ta? À tiện có muối kiến vàng ở đây, mình sẽ thử là món gỏi đu đủ của đồng bào ED xem sao. Mày thế nhà, còn quả đu đủ xanh mang ra gọt luôn. Sau đó thì mang đi ngâm rửa qua nước muối đi cho nó đỡ nhựa, đu đủ xanh mà. Rồi bắt đầu bổ khía ra để một lúc, bắt đầu sắt thành miếng nhỏ. Cho thêm ít gia vị ớt, hành tím, thêm ít mùi tàu cho nó thơm. Miền trong gọi là ngò gai đấy, còn chỗ mình gọi đây là mùi tàu. Đúng ra là phải thêm một vài gia vị nữa như kiểu là lá cóc hay là quả trong lu, nhưng mà hiện tại thì mình đang không có đủ. Thôi thì đành tạm vậy, hy vọng sẽ có dịp vào Tây Nguyên ăn cho nó đủ vị hơn. Cho thêm một ít muối tiêu rồi bỏ vào cối giã. Nó đều đều một xíu, bắt đầu là cho mùi tàu, cho đu đủ vào. Đấy, lại bắt đầu là chảy cối giã trộn đều mọi thứ lên. Và chắc chắn là không thể nào thiếu được cái muối kiến vàng này rồi. Vắt thêm một ít chanh vào nữa. Làm cái món này là phải dùng đến chảy cối hơi nhiều đấy. Vì thiếu gia vị cho nên là mình cho thêm ít rau thơm với một ít lạc, hạt lạc hay còn gọi là đậu phộng đấy. Giã xương xương một lúc nữa cho topping nó đều lên. Rồi, và cuối cùng giây phút này cũng đã đến lúc tận hưởng thành quả rồi. Xin mời cả nhà nhé. Làm miếng cái chứ thèm quá rồi. Nghe chừng trộn đu đủ kiểu này ăn cũng được đấy nha. Quả này mà làm thêm bát cơm để ăn cùng nữa này hơi bị hợp lý thôi nha. Lần đầu tiên làm trộn đu đủ theo cách này và cũng là lần đầu tiên được ăn muối kiến vàng. Bình thường kiến cắn thì đau nhưng ai biết đâu trộn kiến lên ăn nó lại hay thế này. Kiến vàng nó có một cái vị chua và hăng nhẹ rất là đặc trưng. Nó chua kiểu khác hẳn so với chanh, một cái hương vị vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt ở đây đó là hay bị hết cơm.
Biết thế nấu nhiều cơm xíu, ai nghĩ đâu tốn cơm thế này. Lúc nãy cho hơi nhiều ớt thành ra là hơi cay. Thêm cốc nước ngọt và phê ngay cái thằng người. Muối kiến vàng này mà để nấu canh chua hoặc là để chấm thịt nướng thì nó cũng ngon cơ. Tuyệt vời luôn, không hổ danh là đặc sản Tây Nguyên. Mình phải đánh giá đây là một trong những loại muối đặc biệt nhất Việt Nam. Nếu ai chưa biết đến nó thì nên thử một lần đi nha. Anh em nhớ like và subscribe để theo dõi những video mới nhất nhé.